áo nhật bình, áo ngũ thân tay chẽn là những cổ phục cung đình gần như đã mất dấu trong đời sống của người dân xứ Huế hơn 60 năm qua. Thời gian gần đây, những cổ phục này đang dần được hồi sinh và hiện diện trong đời sống hiện đại qua các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hay trong lễ cưới. Đặc biệt như Mô Dị Ở Đâu đã thông tin, áo ngũ thân còn được sử dụng như đồng phục dành cho nam công chức tại Huế. Để có được sự hồi sinh này là cả một quá trình nghiên cứu, khôi phục của các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế tâm huyết tại mảnh đất cố đô này. Trong đó có nhà thiết kế Quang Hòa. Là những bạn trẻ rất là hào hứng khi mặc trên mình những cái cổ phục và bạn trẻ làm rất tốt về cái sản phẩm cũng như là có những cái sự thay đổi để phù hợp với cho hiện đại và được giới trẻ rất là hưởng ứng. Đó là một cái tín hiệu mừng. Với mong muốn có thể đưa cổ phục Huế đến gần hơn với đời sống hiện đại, nhà thiết kế Quang Hòa thường xuyên tài trợ cổ phục cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Huế. Đồng thời, anh cũng sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai có cùng tình yêu với trang phục Việt.